Hôm nay là được nhiều xe giảm xả lắm nha bà con nha, nhiều lắm. Như những cái video vừa rồi á, là em có được biết là chẳng hạn như cái giá đó hôm nay giảm ít nhất cũng từ 500 cho bà con mình có những cái dòng xe vô 70 ha. Đặc biệt là con tay rất là nhiều, Acelo rồi cũng giảm mạnh cho anh em luôn. Rồi, thì hôm nay Ngố Quỳ em cập nhật giá cả xe tại bên cửa hàng xe máy Phương Ngọc nè mọi người. Thì anh cũng nhờ bạn camera giúp anh là quay về cái bên địa chỉ cửa hàng ha, cho anh chị bà con được biết ở xa mình có thể là mình nhận dạng cửa hàng dễ hơn. Địa chỉ là 921 trên đường DT743 khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Bây giờ mời cô chú chị các bạn mình tham quan hết một vòng cửa hàng cái rồi mình vô trong luôn, gặp chị chủ luôn nha anh chị các bạn mình ha, để chị cùng anh em mình tư vấn báo giá từng con xe luôn. Đây anh chị vừa đây nhiều lắm, bà con mình cứ từ từ theo dõi video thôi. Trong đây nữa nè anh chị, mấy dòng xe số nó cũng nhiều nè. Dạ chị ơi. À em. Dạ em chào chị. Hôm nay mình về nhiều xe mới không? Chung là chào bà con trên kênh của Nguyễn. Hôm nay cũng về ít xe có anh chị em bà con. Nãy em có nghe là hôm nay chị cũng có những cái dòng xe mà mình giảm hơn so với những clip rồi đúng không? Đúng rồi. Clip này là chắc xe cứ mỗi con em sẽ giảm xuống mỗi con 500 như so với clip cũ nha anh chị em. Coi như clip cũ giá sao bây giờ mình giảm hơn 500 cứ mỗi con xuống 500. Nói chung là thì em đái hết cái hàng cũ đi và mua hàng mới với vậy. Dạ. Coi như thì cũng cửa hàng cũng là có mua bán trả góp, ship xe đầy đủ mình hết chị ha. Cũng như thủ tục cũ nha anh chị em bà con. Anh chị quan tâm liên hệ với chị chủ đi, chị chủ tư vấn cho. Giờ không biết là theo chị hôm nay chị em mình cập nhật từ đâu trước cho mọi người đây. Thôi cứ ra ngoài vô trước đi. Dạ rồi, ok chị. Trả góp đồ mình cần giấy tờ đồ khó khăn không chị? Có dễ gì không? Nói chung là góp thì hồi xưa rất là dễ mà bây giờ nó cũng hơi khó hơn hồi xưa ấy anh chị em. Rồi bây giờ chỉ cần căn cước công dân với lại yêu cầu là không trả trễ, không nợ xấu là được nha anh chị em. Với lại phải lên cửa hàng chứ không có làm online như hồi xưa nữa. Đúng rồi. Mình tuổi từ 20 trở lên á. Có đi làm công ty thì nó sẽ ưu tiên hơn một tí. Nói chung là hồi xưa thì lên rất là dễ mà bây giờ thì nó siết chặt lại rồi. Nên quý khách cũng thông cảm cái chuyện mà lên online thì phải bắt buộc phải lên cửa hàng chứ không có lên online như hồi xưa. Dạ. Rồi đâu giờ mình bắt đầu từ con nào đây, Vision hay Future đây chị? Con Future này. Future ha. Con này là 2013 máy ring này. Mà máy ring rồi nó lỗi, nó hơi ré dên á. Hôm nay là 11 triệu. Hồi clip trước là em đang 11 năm, hôm nay xả là 11 triệu nha anh chị em. Clip trước là em đang 11 năm, nó hơi ré dên á. Áo ring, máy ring. Hôm nay em xả tiếp là còn 11 năm, giờ còn 11 nha. Dạ, còn 11, giá này là xả nha anh chị các bạn nha. 11 triệu đồng thôi, bánh mâm thắng đĩa luôn. Lên cửa hàng em cũng không giảm nha, em đến 11, em chỉ tặng nhớt với nón thôi nha anh chị em. Dạ, tại vì giá này là chị xả rồi. Cứ anh con chị nào em mà nào... chị xả là sẽ không giảm nữa nha. Rồi, tới con Ultimo này. Con này là máy êm nè. Con này là 4 triệu rưỡi. Dạ, 4 triệu rưỡi. Máy êm thôi nha anh chị em. Xe nhìn cũng liền lạc đúng không? Nói chung là liền lạc. Nói chung mấy con xe này nó tầm giá tầm trung, mình về chỉ việc thì đi thôi. Dạ. Nó là mình làm chân để đi làm thôi anh chị em. Dạ. Thường thì em cũng được biết là giá cả bên cửa hàng thường là sẽ bao ship cho các bạn anh chị hết. Còn nếu mà đến cửa hàng là mình sẽ bớt và giảm đúng không? Đúng rồi, cũng như cũ nha anh chị em. Dạ. Vẫn là bên cửa hàng em cũng như cũ thôi, chứ mà mấy cái con mà em nói em xả rồi thì em không có bao ship nữa nha anh chị em. Dạ. Chỉ là tặng nón tặng nhớt thôi. À, lên cửa hàng còn ship thì phụ thêm em tiền ship. Dạ. Rồi tới con quay RS quay 110. Con này dạng chân cũng còn ok. Con này là 7 triệu 3 nha anh chị em. Dạ. Bánh căm thanh đĩa. Máy móc đồ riêng không chị? Nói chung là máy êm ấy, mấy cái dòng này không chắc không có còn riêng đâu. Dạ. 7 triệu 3 nha anh chị ha, biển số là 71 bánh tre đó. Mua về làm cày bừa nha anh chị ha. Em thấy là dáng bóc bên ngoài là nguyên form dáng là còn nguyên bản hết trơn à. Còn đây mình có chiếc Liberty nè chị. Này Liberty, cái này là FI nha anh chị em. Máy cũng êm thôi, xe đẹp. Con này là biển số 59 F1. Con này là 7 triệu 2. Dạ. Liberty nha chị em, Liberty thì mặc định là nó đã có phun xăng điện tử FI rồi. Này là anh chị em muốn đẹp thì về mình sơn lại dàn áo, nói chung là dàn áo nó hơi xấu đấy. Mình quên nó lỗi tí chỗ này.
Còn dàn áo thì về bắt buộc phải sơn, muốn đẹp thì phải sơn lại rồi, tại vì xe này em mới lái, em chưa dọn gì hết. Dạ. Nên là 7 triệu 2 FI nha anh chị. 7 triệu 2 mọi người ha. Giá cả cũng hời mà. Rồi, ok chị, mình tới con nào bên rồi, đây. Rồi vô trong này đi em. Dạ. Đây có một cái chiếc ly 110 nè anh chị, con này được dọn đẹp hết trơn luôn à. Con này là máy ring anh chị em. Con ơi, mỗi tội biển số nó xa là biển số 29 luôn. Dạ Hà Nội. Con này là 8 triệu 8 triệu 7. Con này đẹp lắm anh chị. Này máy ring. Áo đẹp nha. Dạ. Này mấy chị mà mua về là chỉ việc chạy nữa thôi chứ cũng không làm gì đâu. Đây chắc xem thấy là quá ok luôn rồi. Biển số 29 Hà Nội xa quá nên 8 triệu 7 nha. 2012 đá chống tắt máy, máy ring. Dạ. 29X1 17057 nha anh chị, đó là biển số ha. Rồi tiếp con nô 5 này là 8 triệu. Dạ. Máy êm thôi, biển số 95 Hậu Giang. 8 triệu đồng anh chị nha. Đề đầy đủ máy êm, 8 triệu. Cái lớp sau là cũng còn dày được, ok lắm anh chị. 95F1 04208 nè. Rồi con rồi. Viên này khách cọc rồi bỏ qua em. Dạ, cọc rồi cho qua. Con này là 2019 nè. Dạ. Con này là máy êm nha. Máy rớt rồi êm thôi. Con này là 13 năm. Dạ. Dàn áo là riêng. Chỉ là mỗi tội máy nó rớt mất rồi. Khách đi không kỹ thì rớt. Biển 68E1 38049. Thì như những con mà chị chủ báo này mà trên 10 triệu là mình đến cửa hàng mình giảm 500 triệu. Đúng rồi em. Khi này anh chị em đến chỉ còn 13 triệu thôi. 13 thôi. Tặng nón tặng nhớt. Dạ. Còn không đến được thì cửa hàng sẽ hỗ trợ bao ship nha. Dạ. Đó, bao ship cho anh chị bạn về tận nhà luôn là với cái mức giá 13 năm đó. Còn khách mà có thời gian đến cửa hàng coi cho thực tế ok hơn thì được giảm 500 nữa là còn có 13 rồi, thôi. Con này cũng là 13 triệu. Đến cửa hàng chỉ còn 12 năm. Có 12 năm thôi. Dạ. Mình thấy ok ngang không? Ngang giá với Sirius đó nha anh chị em. Biển số 66 Đồng Tháp. Máy êm thôi nha anh chị em. Dạ. Dàn áo thì sạch sẽ đẹp. 66B1 38776 anh chị ha. Có 12 triệu 500 khi mà đến tại cửa hàng à. Mà tính ra cái giá này giờ đôi khi em thấy nó còn muốn rẻ hơn cả Sirius nữa. Giá với giá Sirius đấy. Dạ. Rồi tới con Iberlus hả chị? Con này là máy ring, áo ring theo xe. Con này là FI nha, 2015. Dạ. FI biển Hà Tĩnh nha anh em. Con này là 7 triệu rưỡi. Dạ, 7 triệu 500. Rồi ok nha. Này là mình cũng bao ship tận nhà cho khách được hết đúng không chị? Đúng rồi, con này 7 triệu rưỡi thì bao ship khu vực miền Tây, miền Nam. Còn nếu như khách lên cửa hàng em sẽ bớt 300 còn 7 triệu 2. Tặng nhớ, tặng nhớ. Rồi, mình lấy một chiếc ly tiếp theo nữa nè. Con ly này cũng em cũng để 7 triệu luôn nha. Dạ. 51K5, 4714 là biển số nha máy chị móc ha. Em, con này là 4 số à. Anh chị em mua có sợ sang tên thì 4 số có thể sang tên nè. Dạ. Mà thật chất là sợ chứ em thấy mấy cái xe mà tầm nhỏ nhỏ tiền thì mình cũng đâu có cần ra tên chi đâu mọi người. Đúng rồi, cực nhiều lắm. Khách sợ xe tầm 20 triệu thì cửa hàng sẽ hỗ trợ 20 triệu trở lên cửa hàng sẽ hỗ trợ rút nhập. Còn tiền phí là khách chịu, còn xe mà tầm trung ở dưới thì không cần phải cửa hàng viết giấy bao tranh chấp đi đường thôi. Đi thời gian không thích đi thì đổi, còn muốn sang tên thì mình rút nhập nó tốn kém một phần, mình mua xe chất lượng mình sang luôn. Dạ đúng rồi nha anh chị ha. Mấy xe nhỏ nhỏ mà mình sang thì tốn tiền là một, hai nữa là mất thời gian lắm anh chị ơi, với thật sự nó không đáng. Rồi con cúp này 6 triệu 8. Dạ, con cúp 81 nha, 6 triệu 8. Đây là hàng Honda nha mọi người ha. Cúp Honda nha. Cúp 50 á, 50 SA. Này như 81 không chị? Đúng rồi, 81 á. Dạ. Đây là anh chị cô chú nào mà quan tâm thì nhớ liên hệ cửa hàng ha. Rồi, bận bộn là cũng còn đầy đủ cho mọi người luôn nè. 53SA1290 nha, là biển số đó. Mình qua tới một chiếc ly, ly này là 125 rồi nha anh chị. Này là 2013 hay 14, máy êm hôm trước là em đang 15, nay em xả xuống 500 còn 14 năm nha anh chị ạ. Dạ. Còn 14 triệu 500. 14 triệu 500. Bỏ lớp trước sau là còn tương đối đẹp đúng không mọi người? Mua về là không có phải con này hôm clip trước em cũng đang 15, hôm nay em xả luôn 14 năm luôn nha. Dạ. Con này là 2015 máy êm. Biển số là thành phố nha chị ha, 59M1 85832. 14 triệu 500, hôm nay em xả có 14 năm. Hồ sơ sạch đẹp không nợ xấu gì hết thì chắc là mấy cái xe bên mình. Mấy này không cần đưa trước nha anh chị em. Dạ. Rồi. Rồi con này 2016, con này hôm trước em cũng đang 17 năm, hôm nay em sẽ xuống còn 17 nha. Dạ. Con này là máy ring, áo rồi có dọn lại. Biển số 92 Quảng Nam. 92M1 23844 nha anh chị ha. Nói chung là nhìn ra ngoài được cửa hàng xử lý rồi nên là bóng áo à. Mua bà chỉ việc chạy nữa thôi anh em, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa đâu. Mà hôm trước 17 năm, nay em để 17. Dạ, là giá xả 17 luôn. 17 đến
Nói chung là clip trước rồi bán không được, clip này cứ hạ xuống một con 500, dạ, thu hồi vốn. Rồi tới con AB đầu bò này, là con này là máy ring nè. Dạ. Ờ, con này cái biến số nó là 4 mùa phát tài phát lộc nha anh chị em. Dạ. 4, 8, 3, 8, 6, 4 là 4 mùa hen, 8 là phát nè, 3 là tài, 6 là lộc hen, 4 mùa phát tài phát lộc luôn. 34 Hải Dương nha anh chị, biến số đó. Biển số hơi xa, con này là 9.8 triệu nha. Mà con này phải nói là về cái dàn áo là liền lắm nha chị. Dàn đẹp áo lắm, sạch sẽ đẹp. Cửa hàng xử lý đẹp lại cho anh em hết rồi. Ừ, cái nó là máy ring nha anh chị em. 9.8 triệu bao ship khu vực miền Tây, miền Nam. Còn miền ngoài thì hỗ trợ 50-50 cho cửa hàng nha anh chị em. Em tin rằng mấy con xe này anh chị mà mua bên Phương Ngọc mấy cái chiếc này nè. Mua về chỉ còn tốn xăng mà chạy nữa thôi chứ dàn ngoài không cần phải làm gì nữa, đẹp sạch sẽ rồi. Cho cho em hỏi về cái việc mà chị hỗ trợ khách bảo hành máy móc cái ha, cho khách hàng yên tâm cái. À, máy móc là xe mà dưới 10 triệu mà hàng rinh á, yeah, thì sẽ 3 đến 6 tháng, yeah, mà hàng chỉ máy êm thì chỉ 3 tháng, với lại yêu cầu là khách đi nhớt nheo đầy đủ. Do còn khách đi mà nhiều khi tiếc mình nhớt không thay thì cứ đem lại cửa hàng bảo hành là có vài 3 tháng em cũng không dám bảo hành. Dạ đúng rồi. Còn xe mà trên 10 triệu 15-20 thì em sẽ bảo hành 1 năm. Dạ rồi, ok chị. Mình qua đây là một chiếc Acelo nè mọi người, 36K5-05631 nha. Con này là máy móc ring, áo ring. Con này là 8.5 triệu, hôm clip trước là 9 triệu, nay còn 8.5 triệu nha anh chị em. Mà cái chất xe nó đẹp lắm, camera giúp anh quay kỹ cái dàn áo hút này nè, với lại cái dàn chân lóc máy rồi đó, nhìn đẹp lắm. Nói chung là xe ring á, ring toàn tập luôn đó nha anh chị em. Mà mỗi tội biển số 36 nó hơi xa, hôm nay em xả là 8.5 triệu nha. Mấy con này giờ thật sự mà nói là cần cái chất xe cho nó ngon, biển số rồi này kia giấy tờ đầy đủ, cửa hàng có bao tranh chấp cho anh chị là yên tâm rồi. Dàn chân rất là đẹp nha. Dạ. Đẹp lắm. Rồi, rồi tiếp con tiếp này nha. Là clip trước của em cũng đang 9.5 triệu, clip này là còn 9 triệu nha anh chị em. 9 triệu luôn. Rồi. Biển An Giang nha anh chị, 67L1-48540. Cũng là máy móc ring, áo ring theo xe. Dạ. Biển số 67. Như hai con Acelo này là chị xả rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Còn 9.5 triệu thì nay sẽ còn 8 còn 9 triệu còn 9 triệu nay còn 8.5 triệu. Dạ. Đó, em xả mỗi con 500. Rồi. Như mấy con AB với ly kia cũng mỗi con rớt xuống 500. Dạ. Coi như mấy con này chị xả là chị sẽ không bao ship nữa. Nhưng mà nếu anh chị các bạn cô chú ở xa mà ưng nó rồi đó thì cứ liên hệ cửa hàng ship thì mình hỗ trợ cho cửa hàng 1-300 ngàn nữa anh chị ha. Rồi cửa hàng sẽ ship về tại nhà cho mình luôn. Cái bên là một chiếc Lubias này chị, biển số thành phố con luôn này. Là máy, con này là FI nha. Con này là con này Lumias này là biển thành phố này, con này là FI rồi nha anh chị em. Trước em cũng đang 10.5 triệu, hôm nay cũng để lại là 10 triệu nha. 10 triệu, anh chị coi kìa, cái vỏ trước, cửa hàng mới thay mới tin luôn kìa. Còn gai đồ đầy đủ luôn ha, gai chính giữa đó anh chị, chứ mấy bên hông không nói là anh chị đâu. Mới thay luôn, chưa chạy thì anh chị mình về là không cần phải lo nghĩ về cái việc này nữa ha. Dạ. Mission này sao rồi chị? Con này bán rồi em. Dạ bán đang rồi ha. Rút hồ sơ cho khách. Vậy mình qua tới chiếc YRX bánh mâm thanh đĩa luôn. 2019 này. Yeah. Máy ring, áo ring lầu keo. Con này là 13.200. Dạ, 13.200. Biển số 66E1 Đồng Tháp. Tính ra là con này giờ anh chị lên là chỉ còn có 12.700. Đúng rồi, bớt 500 còn 12.700. Chạy nó chị, anh chị nghĩ sao với một chiếc quay lên ít mà nó đẹp, nó mới như này, đời cũng khá cao á, có 12.700 rồi. 2019. Dạ. Rồi rất là cao, áo keo nguyên con mà mới lột ra nó mới ken nha. Dạ. Cái này anh chị mà mua xe mới mà cái phiên bản bánh mâm thắng đĩa này thì em khẳng định luôn ra giấy tờ nó không dưới 25 đâu anh chị. Trên đó nha. Mà bánh mâm thắng đĩa nha. Rồi, 132. Mình qua con bên đây ha. Tới con này là 2016. Con này 2016 máy rớt, con này là chỉ 9.8 triệu thôi, FI nha. 9.8 triệu nhưng là đã có FI rồi nha chị, cũng là phiên bản bánh mâm đĩa luôn. 59X1-71385 nha. Cái này là máy rớt nha anh chị em. Dạ. Nếu như bà con anh chị các bạn đang theo dõi video mà có chỗ nào mà không rõ hoặc là chị em mình có thiếu sót trong video á thì mong các bạn thông cảm anh chị bỏ qua nha và liên hệ với chị để rõ ràng tư vấn hơn nha mọi người ha. Cứ kết bạn Zalo em sẽ quay, em gọi, em chụp hình trực tiếp hơn, kỹ hơn cho anh chị em xem. Đây cũng quay rõ tiếp luôn nè chị. Con này là ring, máy ring, áo ring luôn. Con này biển 94, con này bên căm thì nó sẽ rẻ hơn con bên mâm kia. Yeah. Con này là 11.800.000 anh chị. Mà căm ở đây là căm đĩa chứ không phải là căm đùm đâu nha. Căm đĩa trả là phê hơn nhiều, thắng ngon lành hơn. 94D1-33893. Thì dàn chân rất là sạch sẽ đẹp nha anh chị em. Dạ đẹp lắm.
Rồi tới cái con này. Mấy con này nè. Này là 2019 nè, con này là máy rớt. Xe này là khách dọn nên cửa hàng không có biết nó dọn như thế nào. Hôm nay hôm trước em đang 10 triệu rưỡi, hôm nay còn 10 triệu nha. Xả 10 triệu 2019 mà máy rớt nha, xe dọn. Dạ. Còn 10 triệu nha anh chị ha. Biển là Dĩ An Bình Dương 61D2022-14. Và đặc biệt thì cái vỏ trước cũng là mới thay luôn. Chỉ có đẩy chứ chưa chạy đó anh chị, còn mới tin nè. Xe rớt với mình, nói chung mấy cái hàng này nhiều khi khách đi không kỹ thì rớt làm thôi, nhưng mà vẫn chạy ok chứ không có sao. Nhiều khách là không muốn hàng rớt thôi đó. Cái hàng này nếu như không rớt thì giá cũng trên tầm 12 nha anh chị. Nên đời nó cao. 2019 em tin rằng là mấy cái hàng Honda này mà cho dù rớt đi chăng nữa mà các anh thợ mà làm ngon lành thì nó vẫn tốt anh chị à. Honda mà. Rồi tới con này là con này hôm trước đang 8 triệu 3 này, hôm nay sẽ tiếp 500 còn 7 triệu 8 nha. Dạ còn 7 triệu 8. 7 triệu 8 biển số 93. Dạ 25067. Máy móc êm thôi. Vỏ lớp trước sau thì tương đối còn được anh chị nha. Nó không phải là quá mới nhưng mà cũng còn dày lắm. Về là chạy là không có phải lo nghĩ mấy việc linh tinh này đâu. Bên đây là một chiếc No 6 chị ha. Con này biển 37 nha. Biển 37 clip trước là em đang 10 triệu rưỡi, clip này vẫn 10 triệu luôn nha. Dạ. Mỗi con em sẽ xuống 500 đó. Giờ trước mình 10 triệu rồi ha. Biển số 37, máy móc êm, nói chung là dàn áo dàn, nói chung là nhìn được chứ không đến nổi nè anh chị em. Sáng bóng đẹp. Cửa hàng xử lý lại cho mọi người là đẹp keng hết trơn luôn rồi đó. Dán tem mới là luôn rồi mà. Mua về chỉ săn nhớt nữa thôi. Rồi cái con này khách cọc rồi, bỏ qua em. Dạ, cọc rồi mình cho qua. Chị em mình sẽ xuống tới cái chiếc ở bên dưới nha. Chiếc quay 100. Con này là quay 100 nè, máy móc ring, áo ring theo xe. Con này là 10 triệu, biển số Bình Dương. 10 triệu anh chị nha. Con này là ring toàn tập luôn đấy. Đẹp anh chị nha, cái dàn chân của nó. Còn dàn áo là vẫn ring luôn á. Chị bao ring toàn tập. Biển số Bình Dương 10 triệu. Dạ, Thuận An Bình Dương 61C102136 nha. Rồi tôi con quay 2019, quay 110 nè. Con này là máy móc ring nha, áo theo xe ring. Con này là 13 triệu. 13 triệu. Biển là 2019 95E1 65661 nha bà con ha. Đó, lóc lóc nhám nha mọi người. Đời cao rồi đó. Rồi tới con hai con này là đồng giá 12 năm. Dạ 12.500. 84G1 43443. Số cũng đẹp anh chị ha. Dạ áo đẹp cực kỳ luôn, khỏi cần nói bàn cãi rồi. Này là máy riêng áo đó, theo xe hết nha anh chị em. Đồng giá 12 năm. Mấy cái xe bên cửa hàng em thấy sạch sẽ lắm anh chị. Mua về chạy thôi à, không cần phải mà về tẩy rửa làm gì đâu. Cửa hàng xử lý đẹp cho anh em hết trơn luôn à. Còn đây, bên đây chị. Còn đó cũng đồng giá luôn. Đồng giá luôn ha. Cũng máy móc ring áo theo xe luôn. Biển số 2 cũng đồng giá 12 năm. Dạ, hôm trước thì đang 12.8, hôm nay đang 12 năm. Rồi xả cũng bớt 300 ngàn cho anh chị đó ha. Bớt 300 thôi mấy con này. Thường rồi cái... tới con này quay 100, 2013. Con này là máy móc êm thôi, máy giữa chưa trẻ nha anh chị em. Con này là 10 triệu 500. 10 triệu 500 ngàn nha mọi người ha. Rồi, ok. Rồi, con này là cũng 2014 nè. Con này là... Con này 9 được cửa triệu hàng 7, con này rồi. Là cũng máy êm thôi. Con này là quay 100 luôn á, 9 triệu 7 nha. Nhưng mà được cửa hàng dọn dẹp đẹp lắm anh chị. Từ... sạch đẹp. Cái dàn chân là được sơn mới đẹp cho anh em luôn nè. Cam bọng cũng được, bắt cam mới lại luôn. Vỏ lớp là còn dày đẹp luôn nha. Sạch sẽ từ dàn áo là không có vết thay luôn thì mọi. Cái giá này đáng nha. Số trang 83 20594. Rồi tới con quay S này là 2.8 này. Con này là máy móc ring, áo ring theo xe. Con này biển Bình Dương 61B1 2596 nha mọi người ha. Rồi con này hôm trước em đang 9 triệu rưỡi, hôm nay em xả 9 triệu nha anh chị em. Dạ 9 triệu. 9 triệu là không bao ship nha anh chị em nha. Chỉ tặng nón tặng nhớt còn ship á thì hỗ trợ em tiền ship nha. Dạ. Em tin rằng mấy cái xe này mà các bác các chú đến đây cho dù khó tính là cũng phải ok thôi. Nói vậy chắc máy các móc bác khó ring, tính biết rồi ha. Dàn áo ring. Dạ. Rồi tới con quay S này. 59. Con này là con này cũng máy ring nè, dàn áo ring theo xe này. Rồi. Con này là 8 triệu rưỡi. Dạ, 8 triệu rưỡi nha anh chị ha. 59L1 42573. Đó. Nếu như mà nãy giờ bà con anh chị mình theo dõi video mà không kỹ không rõ thì em cũng xin nhắc lại là cứ liên hệ với chị chủ để được tư vấn rõ ràng hơn nha mọi người ha. Rồi, rồi tới Vision, con này là 2016 máy riêng. Cái vỏ trước cũng còn dày cui luôn hả mọi người thấy không? 2016 máy riêng. Biển 93 Bình Phước nha anh chị. 92664 nha. Con này thì 17 triệu 500.
Dạ, 17 năm. Tính ra là xe có giấy tờ ra biển số rồi đầy đủ tất cả mọi thứ rồi mà nó còn gần nửa, đến nửa như là xe mới. Nên là nếu mà anh chị, anh em nào mà cần tiết kiệm thì cứ lựa chọn Vision mấy chiếc như thế này nè. Rồi tới con này, máy móc ring này, áo ring theo xe luôn. Con này 18.800. 18.800 ha. Biển 68 Kiên Giang nha anh chị ha. Màu đỏ tươi, rất là đẹp luôn nha. Con này là 2017 hay 18 gì đó. Dạ, em thích mấy cái màu đỏ tươi này, sáng lắm. Còn xe đẹp. Anh chị thích trầm trầm hơn thì có thể lựa chọn cái màu đỏ đô kế bên nè. Con này là 2018 nè. Con này là khó xe mắt cây nha. Đúng rồi, khó mắt cây luôn. Con này đi mới có 19.000 cây thôi. Biển số cũng 68 luôn. Con này là 21.000.000. 21.000.000 nha mọi người ha. Chất xe đẹp lắm anh chị. Xe ring, áo ring, máy ring theo xe hết. Dạ. 21.000.000. Khó thông minh nha anh chị. Mấy cái này là chị không có xả thì anh chị đến đây thì chị sẽ giảm cho mình là 500. Đúng rồi, mấy con mà em nói không xả thì đến em sẽ bớt 500 nha. Dạ. Còn nếu ở nhà cứ hàng ship tận nơi cho bao mình luôn thì đúng rồi. Giá báo như vậy là bao luôn rồi đó. Mình tới Jupiter đi chị, biển Bình Dương luôn nè. Rồi, con Jupiter này máy móc êm, áo sạch sẽ liền lạc, con này là 7.800.000. Dạ. 7.800.000, biển giấy phố luôn anh chị, 61B1-64763 nha. Sạch sẽ, mua về chạy thôi. Rồi, con này hôm trước em đang 15 năm, nay tiếp tục em xả xuống 500, còn 14, ờ quá 15, nay còn 14 năm. À, con này 15. Là 2015 FI luôn nha. Dạ. Máy êm thôi. Vỏ trước thay mới, mọi người thấy không, thay mới tinh. Xe được xử lý đẹp đẽ là hết cho anh em luôn rồi. Xe dọn rất là đẹp, biển số 63B8. Này là em xả còn 14 năm nha anh chị em. Dạ. Ốc tán được xi mới đẹp keng hết luôn anh chị. Dàn áo được sơn rồi, dán thêm đẹp cực kỳ luôn, như chiếc xe mới luôn. Thế con này là Sanker 2016. Con này là dàn áo nó là màu xám đen, mà khách tại theo phong thủy thì lên dàn áo màu trắng đỏ. Dạ. Mà thay dàn áo QY125 của Thái nha. Ừ. Con này là ngay chủ bao ký giấy. Con này hôm trước em đang 16, hôm nay còn 15 năm nha. Bao ký giấy. Giảm 500 nữa xả rồi đó anh chị. Máy là 2 cây lốc này là nó chảy nước axit xuống, nó hơi trời lắm, là cửa hàng có tháo ra sơn lại. Đó. Nên tháo ra là gọi là rớt rồi đó. Chứ mà thật chất là chỉ tháo ra sơn lại 2 cây lốc máy thôi. Dạ. Chứ máy là chưa có làm. Đúng còn đi hết. Tháo ra sơn 2 cây lốc máy nó chảy nước axit á. Dạ. Nó trời nó xấu nên cửa hàng xử lý cái đó, còn ngoài ra là không có động gì trong hết. Đôi khi mọi người thấy một chiếc xe nó đẹp như thế này mà tự nhiên cái hai cái lốc máy nó trầy trụa, nó trống nước sơn thì nó chiếu mắt lắm anh chị, nên là phải gỡ ra làm. Và hiện trạng thì xe là chưa có làm gì hết anh chị ha. Rồi cái bên là một chiếc Sirius FI phiên bản bánh mâm đĩa luôn. Biển hôm là này, Đồng Tháp. Hôm trước em đang là 10.500.000 một con, hôm nay chỉ còn 10.000.000 nha, một cặp. Có khó chăm trộm đầy đủ hết, máy móc ring, air ring theo xe. Dạ. Rồi. Và đây con này biển Đồng Nai luôn nè chị. 60 luôn đó. Hai con đồng giá, hôm nay em xả mỗi con xuống 500 còn 10.000.000 nha anh chị em. FI nha, con này đi rất là lợi sang nha anh chị em. Rồi ok chị, đây là biển ngoài Đồng Nai màu trắng luôn nha. Mình xuống đây có một chiếc Sirius Sanker bánh mâm đĩa nè chị. Này 2018 nè, máy móc ring, áo ring theo xe 11.000.000. 11.000.000. Biển số 48 D1 đánh 5 nha. Dạ. Ốc tán còn đẹp ha. Xe đời nó 2018 đó, đời cao. Dạ. Rồi. Con này là biển 84 cũng máy móc ring luôn, con này 2017 cũng đồng giá luôn 11.000.000. 11.000.000. Máy móc ring, áo ring theo xe. Trà Vinh 84E1-38757 nha anh em nha. Dạ áo rồi. Con này okay cũng lắm. 2017 cũng máy móc ring luôn, con bánh này cũng đồng giá 11.000.000. Bánh mâm đĩa vỏ trước là mới thay 100% luôn, mới tinh luôn đó. 35 Ninh Bình 21045 nha anh chị. Biển số. Rồi tới này Lumias, hồi nãy là con ngoài là FI, con này là Sanker nha anh chị em. Dạ. Con này là hôm trước em đang 8.000.000, hôm nay em sẽ tiếp tục sẽ 300 nha, còn 7.700.000 nha. 7.700.000. 7.700.000 Sanker, biển số Bình Dương. Vỏ lớp mới đó anh chị, hình như vỏ trước còn như cũng mới thay. Xe đẹp liền sạch sẽ nha. Dạ. Còn đây là chiếc Clio 110 nè chị, cho chị em phụ nữ nhỏ nhỏ con. Con này thì 8.700.000. 87 thôi. Biển số Bình Dương nha, máy móc êm. Dạ, nó xử lý đẹp cho anh em rồi nha. 61B1-61184 nha anh em ha. Rồi, mình qua con màu đen nè chị. Con này là 7.500.000, click màu đen này là 7.500.000 nha. Dạ, 7.500.000. Biển là Sóc Trăng 83. Rồi tới con Lumias này 7.700.000 nha anh chị em. Dạ.
máy này. Móc êm, xe dọn lại sạch sẽ đẹp. Bao đẹp luôn, anh em khó tính nhất là cũng phải ok nè, được dọn 7, đẹp 7. Rồi 7. Mình xuống đây tới chiếc Ly 110 nè mọi người. Con này là máy riêng. Dạ. Dàn áo có xử lý lại cho đẹp. 2012, đá chống tắt máy nha anh chị em. Dạ. Biển số là 64. Con này Ly trước em đang 10,5 triệu, hôm nay còn 10 triệu nha. Nay còn 10 triệu thôi nha anh em. Dàn áo là làm đẹp rồi hết. 2012, đá chống tắt máy. Biển số 64. Dạ, bóng áo mọi người thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. Khỏi bàn cãi luôn nha. Rồi. Rồi, tới con Vision này, Vision đời đầu nha, FE nha. Dạ. Con này máy móc êm, nói chung là xe dọn lại đẹp keng luôn. Anh chị em mua gì chỉ việc đi thôi. Dạ. Con này là 11,5 triệu. 11,5. Rồi. Rồi, đẹp lắm anh chị ơi, dàn áo là được xử lý bóng áo hết trơn. Xe đẹp lắm. Mượt luôn nè. Không có gì phải lo nghĩ cả, mua về mà chạy thôi. Đẹp nè, mọi người thấy không? Tem bọng đỡ sao nè. Rất okay là đẹp. Không chê được đâu. Rồi, rồi. Xong rồi em. Dạ, con kia cọc hay sao chị? Con này sạch cọc. Dạ. Rồi, nãy giờ chị em mình cũng quay cập nhật giá cho anh chị bà con mình theo dõi tại bên cái xe máy Phương Ngọc rồi nha. Anh chị anh em nào mà cần rõ ràng chi tiết hơn, nhớ liên hệ với chị chủ nha, để chị tư vấn anh em mình rõ ràng hơn. Rồi, giờ em chắc là nhường phần lại cho chị chủ để có nhắc nhở chia sẻ gì với khách mình đi. Rồi, chị em mình chào mọi người ha. Dạ. À, chị em trong quá trình chị em quay á mà có sai sót hay là quay nhanh hay là cái gì, anh chị em cứ kết bạn Zalo số 077 của em á, em sẽ quay lại hoặc là em gửi ảnh chi tiết hơn cho anh chị em mình xem. Với lại anh chị em mình bên em cũng có góp đầy đủ như vẫn như thủ tục trước nha anh chị em. Có gì kính mong quý khách anh chị em bà con gần xa ủng hộ cửa hàng em. Dạ. Em cảm ơn nhiều ạ. Okay, chị. Thôi, cảm ơn anh chị, các bạn cô chú rất là nhiều nha. Hai chị em xin chào mọi người.